bán những cây như này thì được. Cái rau dưa bao tiền trả bán đấy. Đi chơi thì nó vậy này. Mua cây nhội, cây kia là cây gì nhỉ? Dạ. Cây kia là cây gì? Anh trống đây. Cái phẩm ngay ý. Không đứng được xong anh trống đây. Cái hồi đẹp lắm. Trời này thích này. Này để xuống. Đẹp, trồng cũng trậu lâu rồi. Đây là mai chú thủy ạ. Vâng, mấy cái này mới đẹp. Nó đang thích mấy cái này. Thế quay lại. Quay anh. Đấy, quay anh. Con cây đẹp đấy. Con cây đẹp ạ. Mini cầm tay như thích được trời sửa. Đấy, mấy trăm bạc đấy. Mà mẹ từ đây tới đây nên thì con sang đặc biệt. Là bộ hồ chữ cầm cây độc. Đẹp đây, cái này đẹp đây, không đơn giản đâu. Đẹp chứ, nhìn nó biết mà. Sau này nó cho cây khác, để cho nó thành cây đã. Cây cây độc của năm ngoái. Lùn tệt của mấy phân thì bonsai sai chính hạn. Chuẩn luôn. Chưa chú ý nữa. Mai chú thử hoa chẳng. Hôm nào đi lấy, hôm nào mua, hôm nào lấy cũng khác. Nó ngoái hơn tí. Huynh ơi. Dạ. Bao tiền cái này? Bao tiền này? Nếu bác lấy không băn vở thì lấy bác 6 lít. Chính thức nếu em mua năm ngoái ở dưới cầu tó thì 600 bên này. Bác mua ngoài kia không thể có cái giá đâu. Cái này phải đôi triệu. Đôi triệu. Cơ bản nó ổn định nhưng chậm. Để chơi mãi ở trong càng chơi càng dày lại càng lùn. Cái bản như cái này chơi để đâu anh nào mà dày nhìn lập nó bảo không cần biết bông đẹp lắm. Thằng lập nó bảo không cần biết đừng có tả mua đâu mua đâu thích mua không thích là mua xong trả tiền cũng bỏ hai trăm ba cái mẫu cái này tập chơi nó nôn được đúng hàng bao sai này để trong nhà sửa nhà có cái ngoài thi thoảng bê ra thôi. Bây giờ này tháo dây ra bắt đầu cho thì phân vào sốc bên thì phải biết. Bọn làm 1 mét. 1 lít đi. Bán nộ cho bán 100 luôn. Bán nộ cho 100 luôn. Đầu năm xuống rồi. Không cần phải nói nhiều luôn. Đã thích rồi. Riêng cho bán thì không phải nó đơn giản. Bỏ chạy. Thử thử mà bán. Dạ. Đâu đã 400 nữa. Các bạn lấy bác đũa cho 100 mình fit luôn. Tới đây bạn tay ơi. Ui. Đúng tiền rồi bạn. Bán đi về đâu gạo. Đúng chưa? Gạo thì mới đông được. Qua nhỉ? Qua anh ít luôn. Tiếc á? Tiếc á? Bảo bác mà không lấy thì em cũng chút. Đó, từ nãy giờ nó chỉ lộc mình, mà lộc của nó cứ mẹ. Đấy. 6 bạn cây rồi còn lộc mình. Ông bảo huynh này không lấy này em cũng lấy mà. Đấy, mọi em làm với mình là chơi thì có đi. Nhà chật thì chơi cũng đi thôi. Đấy, nhức nhức lên cái phê quá. Đau không à? Đau, một con rùa. À. Một con rùa. Đầu rùa đây đâu? Ờ. Mà để cái túi này thì ai biết được. Ôm tiền vào thì mới nhìn nước ra được chậu mà. Hay nhỉ. Một con rùa. Đổ ra. Cũng điền đấy chứ nhỉ? Lan điền.
hay quá. Đây cũng của Huynh à? Của Huynh, đấy còn 7 cây, còn có 3 đấy. À thế à? Thế Sơn Hiệu đẹp lắm, cái nào? Sáng nay bán cái gì? Sơn Hiệu mới là một cây sung quái. Ờ cái tàu này là khó chứ hồi ta thì bình thường. Tàu á? Hồi tàu chơi lại không khoái hồi ta đâu. Đúng rồi, mỗi người mỗi ý. Đã lúc hồi tàu nó phải là cây già mà nó phải khoái. Tàu nó bay. Hồi đó. Không hồi tàu nó kiếm đâu ra cái hồi quá. Cái hồi nó hơi nhiều đất. Cho một cái trọng to hơn. Giả cân đó anh ạ. Vào được 1 năm rồi đấy. Em này có thích thì giao lưu cho. Để hữu mèo, kể cho luôn. Báo đi để xem anh em mà thích để báo luôn. Báo đi chỉ là 5 phút thôi. Hơn cả con chú thủy à? Đấy chứ bạn mua mà cái giá bán ra. Con hàng cầm tay của nãy sướng. À, con đến mà chơi thì nó tặng cho thằng đến. Buồn như thế. Ôi à. Mình toàn những cái quả hoành tráng nhỉ. Toàn quả hoành tráng. Đấy. Toàn kỳ lân với lại đấy thôi. Đẹp trộn quá. Đẹp. Rất đẹp. Quá. Đuôi lên. Chất lượng cao. Này kỳ quan. Con này là không hỏi, không chơi. Xem cây đã. Ra màn đi. Thank you.
đẹp chưa các bác, nhưng mà không hỏi vì cái này mình không chơi được. Thứ nhất là về tiền, thứ hai là về không gian. Chơi kia luôn. Quay không? Ngồi đây. Hàng nhà ông Lập đây. Cái gì lá rậm rậm nhìn rõ cái vị sao.